tức tần tật sự thật về quá khứ của Tăng Thanh Hà bị lộ ai cũng choáng. Làm dâu một gia đình giàu có và quyền lực, nhưng Hà Tăng và ông xã chịu khó làm giàu bằng công việc kinh doanh riêng. Tăng Thanh Hà từng rất được khán giả yêu mến qua các bộ phim như Hương Phù Sa, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Mỹ Nhân Kế và được mệnh danh là Ngọc Nữ của làng phim Việt khi sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thanh thoát và nét diễn xuất tự nhiên. Có thể thấy, kể từ khi kết hôn với Louis Nguyễn vào năm 2012, người đẹp gần như vắng bóng, rút lui khỏi chốn showbiz lắm thị phi. Thỉnh thoảng, cô chỉ xuất hiện trong một số sự kiện của gia đình hoặc những người bạn thân thiết. Điều đó đã khiến khán giả vô cùng tiếc nuối. Thế nhưng, ít ai biết, Tăng Thanh Hà cũng có một tuổi thơ đầy sóng gió với những vật lộn cơm áo gạo tiền. Nhìn cô lúc bây giờ, chẳng ai dám nghĩ sau này sẽ là ngọc nữ của làng giải trí. Rồi cũng cái dáng ốm nhách đen thui ấy, đạp chiếc xe đạp cọc cạch, mượn được của người chị họ đi dưới cái nắng chang chang để giao cơm cho khách. Hết làm người vận chuyển, Hà Tăng lại phụ mẹ bán nước mía. Có hôm ngồi trong góc hẻm, vừa cho từng cục đá vào bịch ni lông, cô vừa ước giá như nhà bớt nghèo cho bố mẹ bớt khổ. Nhà nghèo quá, ăn còn chạy từng bữa, chuyện được mua đồ mới hiếm hoi lắm. Vậy mới có chuyện một lần đi học thêm, cô vừa tháo đôi dép để bên hiên nhà, thì người ta đã cắt vụn nó ra vì thấy cũ mềm, tưởng bán về chai. Tiếc đôi dép một, tuổi phận mình 10, cô học sinh nghèo khóc hết nước mắt. Chưa dừng lại ở đó, cảnh chuyển nhà liên tục khiến Tăng Thanh Hà ý thức được mọi thứ cũng sẽ chẳng được lâu, có lúc cực quá cả nhà 5 người thương nhau là vậy, nhưng phải chịu cách chia lìa. Mỗi người phải đi ở nhờ một nơi để giảm thiểu số tiền thuê mướn. Ông trời không lấy hết thứ gì của ai. May mắn là con đường sự nghiệp của Tăng Thanh Hà tương đối suôn sẻ. Năm 16 tuổi cô nhận vai Trang trong Dốc Tình, tiếp theo là Mộng trong Hàng Mặc Tử, rồi Út Nhỏ trong Hương Phù Sa. Tất cả đều đến với người đẹp một cách tình cờ như duyên cơ đã sắp xếp, thế là Tăng Thanh Hà trở nên nổi tiếng. Khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, có thể thấy Tăng Thanh Hà đã cởi mở hơn trong việc tiết lộ đôi chút về cuộc sống hôn nhân của mình khi về làm dâu một gia đình danh giá và quyền lực. Ai cũng ngưỡng mộ với cuộc sống màu hồng của ngọc nữ màn ảnh Việt. Cụ thể như, Tăng Thanh Hà lấy chồng con nhà danh giá, đẹp trai thành đạt và sở hữu trong tay khối tài sản lớn, sinh con trai kháu khỉnh và thường có những chuyến dạo chơi, chu du khắp thế giới. Có thể thấy một điều rằng, kể từ khi về chung một nhà, chưa từng có thông tin hai người rạn nứt hay xảy ra mâu thuẫn như nhiều cặp đôi nổi tiếng khác. Thay vào đó, cả hai luôn khiến nhiều người ghen tị vì quá hạnh phúc. Những hình ảnh tay trong các sự kiện, cùng nhau đi du lịch hay hưởng những phút giây hạnh phúc trong cuộc sống bình dị ở nước ngoài, đủ để chuyện tình này như trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Có lẽ Tăng Thanh Hà là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, được chồng yêu thương, chiều chuộng và được sống trong một đại gia đình quyền quý danh gia vọng tộc. Còn điều gì có thể đẹp hơn thế nữa? Những đám cưới không giống ai gây chú ý của Sao Việt. MC Thanh Bạch, siêu mẫu Hà Anh, diễn viên Ngân Khánh và MC Thành Trung đã để đời với đám cưới hết sức kỳ lạ không giống ai. Cưới đi cưới lại nhiều lần để làm từ thiện. Vào trưa 14 tháng 7, 2016, những hình ảnh về đám cưới của MC Thanh Bạch và bà Thúy Nga, chủ một trung tâm ca nhạc hải ngoại, bất ngờ được đăng tải trên mạng xã hội thông qua chức năng livestream, phát trực tuyến, nơi tổ chức tiệc cưới là nhà riêng của bà xã Thanh Bạch ở Đồng Nai. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức với đầy đủ các nghi lễ như đón dâu bằng thuyền hoa, múa lân trao nhẫn cưới, cắt bánh, ôm hôn, nhảy điệu xô, các món ăn dân tộc. MC Thanh Bạch khẳng định đây không phải đám cưới thông thường mà là đám cưới nghệ thuật và anh muốn biến đám cưới gắn liền với từ thiện trở thành cách làm đặc biệt, độc quyền thương hiệu Thanh Bạch Thúy Nga. Đến ngày 19 tháng 7, 2016, nghệ sĩ lại tiếp tục tổ chức đám cưới lần thứ 8 tại một quán bar để cả Sài Gòn biết tới. Trước đó, năm 2015, làng giải trí rung động bởi thông tin MC Thanh Bạch kết hôn với bà chủ sân khấu hải ngoại. Thời điểm đó, Thanh Bạch đã lên tiếng phủ nhận tin đồn tình cảm với bà Thúy Nga. MC Thanh Bạch từng có cuộc hôn nhân kéo dài 22 năm với nghệ sĩ Xuân Hương và họ chính thức đường ai nấy đi vào năm 2007. Anh gặp bà chủ trung tâm Thúy Nga vào năm 2014 tại một phòng trà ở Sài Gòn. Cả hai nhanh chóng gần gũi và tìm thấy sự đồng cảm với nhau nhờ tính tình vui vẻ, hoạt náo và tình yêu với nghệ thuật. Đón cô dâu bằng trực thăng ngoài bãi biển, ngày 30 tháng 7, 2016, hôn lễ của siêu mẫu Hà Anh với vị hôn phu ngoại quốc. Đôn Quyên được diễn ra tại bãi biển của khu resort tại Đà Nẵng. Cặp đôi chọn phong cách cưới bãi biển với biển xanh cát vàng ấm áp để đọc lời nguyện ước. 4.600 bông hồng sắc trắng và hồng nhạt xinh xắn,
cùng những bức phoanh trắng yêu kiều lãng mạn được dùng để trang hoàng cho đám cưới bãi biển của cặp đôi này. Các món ăn để thiết đãi khách mời được nấu bởi những đầu bếp danh tiếng, ngay cả chiếc bánh cưới nhiều tầng của người đẹp cũng được làm thủ công với 100 bông hoa. Để trở nên thật lộng lẫy trong ngày trọng đại, cô dâu Hà Anh còn nhờ chuyên viên trang điểm Andy Fan và chuyên gia tạo mẫu tóc đến từ nước Anh trang điểm cho mình. Ngoài việc quan tâm đến lựa chọn với áo hàng hiệu, đám cưới Hà Anh còn có điểm độc lạ, đó chính là màn rước dâu bằng trực thăng. Khi các khách mời có mặt đông đủ ở điểm tổ chức, cô dâu chú rể mới xuất hiện bằng trực thăng. Chiếc trực thăng đưa đón Hà Anh và ông xã Tây đậu ở sân khách sạn, nơi cô dâu chú rể bắt đầu tiến xuống từ bậc thang cấp để chào đón 60 vị khách mời thân thiết. Và để làm một đám cưới độc lạ ấy, Hà Anh đã phải chi bộn tiền cho mọi thứ. Đám cưới như vở nhạc kịch của thập niên 50. Vào trung tuần tháng 2, 2015, Ngân Khánh đã gây bất ngờ khi gửi đến những người thân, bạn bè, đồng nghiệp tấm thiệp cưới thiết kế đặc biệt, giống như vé xem biểu diễn mang phong cách cổ điển của thập niên 50. Cô gọi hôn lễ của mình là vở nhạc kịch Tình Ái và Huy Hoàng, Đêm Phương Đông và yêu cầu khách xác nhận để chuẩn bị trang phục. Theo đó, vợ chồng Ngân Khánh sẽ tài trợ toàn bộ trang phục cho khách mời đến dự ngày trọng đại của họ. Trang phục cưới của khách cũng được thiết kế theo phong cách cổ điển của thập niên 50. Nữ diễn viên này chia sẻ, gia đình nhà chồng là những người yêu văn hóa Việt, vì thế họ muốn tái hiện không gian xưa cũ của Sài Gòn trong đám cưới của con trai. Tiệc cưới của Ngân Khánh và chú rể Việt Kiều Thiếu Quân diễn ra tại một khách sạn 5 sao, sang trọng bậc nhất Sài Thành. Cô dâu chọn chiếc áo cưới cuối cùng trong cuộc đời thiết kế của nhà thiết kế thiên tài Oscar De Renta để mặc trong ngày trọng đại. Đám cưới có những thủ tục rất kỳ lạ như chú rể bịt mắt tìm cô dâu, nhắm mắt bốn bánh kem và ôm hôn nồng nàn trên sân khấu. Được biết, chồng của Ngân Khánh sinh ra và lớn lên tại Hà Lan, anh mới về thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trong lĩnh vực tài chính vài năm trở lại đây. Sau đám cưới, Ngân Khánh sẽ hạn chế đóng phim và lập công ty giải trí và đầu tư sản xuất phim. Ký hợp đồng hôn nhân, kê khai tài sản trong đám cưới. Tối 22 tháng 3 vừa qua, MC Thành Trung đã tổ chức tiệc cưới với bạn gái 9X, Ngọc Hương tại một địa điểm khá nổi tiếng của Hà Nội. Đám cưới được thắt chặt an ninh với hàng chục bảo vệ vì cô dâu chú rể muốn đảm bảo sự riêng tư. Đám cưới đặc biệt gây chú ý với màn ký hợp đồng hôn nhân của cô dâu chú rể dưới sự làm chứng của nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long. Nội dung hợp đồng hôn nhân có những chi tiết hài hước. Căn cứ sự tìm hiểu kỹ càng đến từng chi tiết và mối quan hệ hai bên qua giai đoạn tìm hiểu chín mùi, chuyển sang thời kỳ mới. Hôm nay, ngày 22 tháng 3, 2017, chúng tôi gồm anh Võ Thành Trung, từ nay gọi tắt bên A, và chị Nguyễn Thị Hương bên B đã đi đến thống nhất những điều khoản sau đây: chuyển đổi mối quan hệ một cách tự nguyện sau bao lần khó thở, danh hài Xuân Bắc tuyên bố mở màn. Trong hợp đồng hôn nhân, Thành Trung và Ngọc Hương đã ra những quy định như Thành Trung có quyền gọi Ngọc Hương là em, là vợ, là cô vợ hoặc cao hơn nữa là bà vợ, nhưng tuyệt đối không được gọi là con vợ. Ngọc Hương có quyền gọi Thành Trung là chồng, là anh ấy, hắn, và có quyền bằng cách cứ nào đó là cúng, chó, đồ của nợ, miễn tình yêu không thay đổi. Thành Trung được phép tặng quà, tặng hoa cho vợ, nhưng ngày đặc biệt 20 tháng 10, 8 tháng 3 hoặc sinh nhật. Trong khi đó, Ngọc Hương có thể quy mọi món quà thành tiền cho tiện cất giữ kỷ niệm. Bên B không được quyền hành hung bên A dưới mọi hình thức, và nếu bên A cố tình hư hỗn với bên B, thì bên B có quyền tấn bình thường, và khi bị tấn, bên B tuyệt đối không được bỏ về nhà nội hoặc khóc, ngồi lê nói xấu bên B ở trà đá. Điều khoản Xuân bắt đọc khiến mọi người ồ lên thích thú. Bên A đang được đông giới trẻ hâm mộ, có thể tìm cách đấu tranh cho sự tiến bộ của phụ nữ. Cho lẽ phải nhưng về nhà tuyệt đối không được đấu tranh với vợ, vì vợ chính là lẽ phải của bên A. Tự Long vừa đọc vừa kêu gọi mọi người vỗ tay. Điều khoản hôn nhân khiến khách cưới ấn tượng nhất là yêu sách Thành Trung dành cho vợ nếu chẳng may làm MC trót dại, đó là bên B có trách nhiệm tha thứ cho bên A nếu bên A có chút sai lầm trong mối quan hệ. Kể cả khi bên B bắt quả tang bên A đang hì hụi sai lầm, thì bên B cũng phải bình tĩnh hiểu rằng bên A yêu mình hơn tất thảy. Trước đó, Thành Trung tỉ mỉ chuẩn bị hai đoạn clip để giới thiệu hai vợ chồng, công khai tài sản cá nhân của mọi người theo cách hài hước và sáng tạo. Ở hạng mục tài sản vô giá, chú rể nhỉnh hơn cô dâu vì có nhiều bạn bè hơn. Những tiết mục thú vị và hài hước cũng khiến cộng đồng mạng dậy sóng với nhiều ý kiến trái chiều.